Khi ông xã của Kim hồi phục sau tai nạn thì cái việc đầu tiên hai vợ chồng muốn làm là đi du lịch thế giới cùng nhau bằng cái phần tiền bảo hiểm còn lại. Trong chuyến đi này, lần đầu tiên tụi mình được đến Nhật nè, rồi mình đi Pháp, đi Anh, đi Ý, đi Châu Phi. Trong đó Kim cực kỳ ấn tượng với Bora Bora. Bora Bora là một hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Kim gọi đây là thiên đường của hạ giới. Vừa mới xuống máy bay là Kim phải thốt lên: trời ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy. Ở đây thì giá phòng khá mắc, trung bình tiền phòng của khách sạn này là khoảng chừng 1.500 một đêm. Và bởi vì mình đi trong cái đợt mà Covid vừa mới xong nên cái giá vé nó vẫn còn khá là rẻ. Mình săn sale bằng cách lên Google Flight tìm cái ngày mà cái khách sạn đó nó rẻ nhất. Rất là may mắn là mình kiếm được một cái deal nó chỉ có khoảng chừng 800 đô một đêm thôi. Cái phòng của Kim thì nó nhìn ra biển. Đối diện phòng của Kim là một cái villa. Tiền phòng một đêm của villa này là hơn 5.000 đô. Từ ban công phòng của Kim, Kim có thể nhìn thấy được biển nè, thấy được cá bơi bên dưới. Và ở bên trái của Kim là nhà của những người dân bản địa Bora Bora. Nên mình cũng thấy được cái sinh hoạt thường trực của những người dân sống ở đây. Và có một điều rất là hay khi mà Kim đứng ở ban công đó là với cùng một cái view này, một người thì phải trả 5.000 đô, một người thì phải trả 800 đô. Và cũng có những người ngày nào họ cũng ngắm thiên đường mà không có cần phải trả đồng nào. Khi mà Kim nói chuyện với những người ngư dân này thì họ tỏ ra vô cùng hạnh phúc, vô cùng yêu cái hòn đảo của họ. Họ không có muốn rời xa hòn đảo của họ, mặc dù họ biết là nếu mà họ có một cơ hội đi nước ngoài thì họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Khoảnh khắc đó mình đã hiểu ra rằng hạnh phúc không có đo bằng cái view hay là bằng khách sạn mấy sao, mà là do góc nhìn của mỗi người có hài lòng với những cái gì mà mình đang có hay không. Mọi người nhớ đón xem những video mà Kim sắp review về những đất nước mà Kim đã từng đi tới nha.